Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Sao Hàn. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý trong ngày và những thông tin xoay quanh những ngôi sao K-pop của chúng ta các bạn nhé. Blackpink vừa bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của họ, và người hâm mộ thì yêu thích mọi thứ từ tương tác của các thành viên với người hâm mộ và tất nhiên là cả những màn trình diễn mãn nhãn. Lisa đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của cô ấy với Mani, mà nữ thần tượng thừa nhận rằng cô ấy cũng rất hào hứng như người hâm mộ. Và tất nhiên thì Lisa đã mang đến năng lượng, tài năng và sự hiện diện trên sân khấu như nhau cho mọi bài hát trong danh sách thiết lập của Blackpink, ngay cả khi xử lý lỗi trang phục. Trong khi Blackpink trình diễn ca khúc hit How I Like That, đồ trang sức của Lisa bắt đầu rơi xuống mắc vào quần áo của cô ấy. Không bỏ lỡ một nhịp nào, nữ thần tượng tiếp tục biểu diễn cho đến khi vũ đạo cho phép cô ấy lấy trang sức ra, kéo nó ra thật nhanh trông như một trò ảo thuật. Ngay cả cách Lisa vứt bỏ đồ trang sức ném nó ra khỏi sân khấu để không cản trở lên màn trình diễn hoàn toàn phù hợp với âm nhạc, gần như khiến sự cố như đã được lên kế hoạch. Người hâm mộ đã choáng váng trước cách chuyển động dễ dàng và mượt mà. Sang một tin tức khác, các thành viên của aespa là một trong những nghệ sĩ được chờ đợi tại KAMP LA 2022. Nhưng trong khi màn trình diễn của aespa được khen ngợi, người hâm mộ đã phẫn nộ khi thấy thành viên Giselle buộc phải đối mặt với sự cố trang phục. Giselle đã khiến fan tự hào với màn trình diễn của mình, đặc biệt khi cô ấy gặp một số khó khăn với trang phục vì phải mặc một chiếc váy quá ngắn và áo ống. Mặc dù bộ trang phục chắc chắn trông rất tuyệt, nhưng người hâm mộ nhận thấy rằng cô ấy có vẻ không thoải mái khi mặc nó và phải liên tục sửa khi đang trên sân khấu. Trên thực tế thì cô thậm chí đã nhiều lần rời sân khấu để đi nhờ nhân viên giúp đỡ, khiến người hâm mộ chỉ trích stylist của cô nàng. Người hâm mộ hiện đang kêu gọi SM giải quyết vấn đề và đảm bảo rằng cả Giselle và các thành viên khác đều không phải gặp sự cố này thêm một lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.